escapa. Rất đẹp trời, rất đông đấy, thế là cái trải nghiệm trải nghiệm cho nó chơi là một trải nghiệm, thế là biết được một trải nghiệm. Tại tại bảo ấy, tại bảo ấy hả? Không đi qua bên đây thì em không lên thuyền đấy đâu nhá. Lên tàu đi. Đang bảo không đi qua bên đây thì em không lên thuyền đâu. Các bác cứ ngồi yên, các bác cứ ngồi yên. Rất nhiều người lớn và trẻ em. Vẫn lạc thuyền. Lên đây ơi, lên đi. Từ 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 anh ơi, anh cứ ngồi im đấy hộ em.